Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Tôi là Hiệp. Và hôm nay trên tay tôi đây đang là hai chiếc đồng hồ khá đặc biệt. Và nhân cơ hội này, tôi sẽ cùng các bạn bàn luận một chút về hai chiếc đồng hồ của hai thương hiệu này. Bên tay trái tôi đây là chiếc Patek Philippe, và bên tay phải chính là chiếc đồng hồ FP Zone. Hai thương hiệu này có đặc điểm gì tương đồng và khác biệt? Thứ nhất, hai thương hiệu này đều có thể được tính là hai thương hiệu độc lập, không thuộc sở hữu của bất kỳ một tập đoàn nào cả. Thì với cách hoạt động như thế này, người chủ thương hiệu có thể mặc sức mà sáng tạo và không quan tâm tới việc đi theo định hướng chung của cả một cái tập đoàn. Và thứ hai, hai thương hiệu đều thuộc phân khúc cao cấp. Nếu như Patek vừa đánh mất danh hiệu chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới về tay Rolex, thì FP Zone lại vừa đăng quang mẫu đồng hồ đắt giá nhất trong Hiệp hội chế tác đồng hồ độc lập đương đại với mức giá gần 1,5 triệu USD. Điều đó cũng được thể hiện rất rõ ràng qua những chiếc đồng hồ. Tất cả đều được hoàn thiện tỉ mỉ và có chất lượng rất là cao. Mặc dù là một cái thương hiệu giàu truyền thống lịch sử, Patek vẫn đồng thời ứng dụng những cái công nghệ hiện đại của thế kỷ mới bên cạnh những cái kỹ thuật truyền thống. Chúng ta có thể kể đến những cái công nghệ silicon trên bộ thoát và bộ dao động. Đây, ở vị trí này. Đó là công nghệ silicon trên bộ thoát và bộ dao động. Kết cấu nguyên khối, có nghĩa là kết hợp nhiều linh kiện lại thành một kết cấu duy nhất, giúp tăng hiệu suất hoạt động và độ bền rất là cao. Đương nhiên, FP Zone cũng không hề thua kém với nhiều mẫu đồng hồ đặc biệt. Mẫu đồng hồ quan trọng nhất chắc chắn sẽ là Chronometer Resonance, sử dụng cơ chế cộng hưởng. Hai bánh xe cân bằng sẽ được đặt sát cạnh nhau, tác động lẫn nhau giúp cho bộ máy đồng hồ hoạt động ổn định. Trong khoảng 2 thập kỷ vừa qua thì cơ chế này mới chỉ xuất hiện khoảng vài ba lần trên đồng hồ đeo tay mà thôi. Bên cạnh đó, bộ máy đồng hồ được làm từ những nguyên liệu quý giá nhất. Tất cả linh kiện được hoàn thiện, kể cả những linh kiện ẩn sâu bên trong chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cầu nối thì được vắt cạnh này, sử dụng họa tiết Côté de Genève. Khung máy được trang trí vân tròn, bánh răng được trải xước, rotor được trang trí logo. Và đương nhiên rồi, đa phần đều được làm từ vàng. Tuy nhiên, Patek thì có cái điểm mạnh lớn nhất, đó chính là sức mạnh của thương hiệu. Và chúng ta ai cũng biết rằng FP Zone thì độ nổi tiếng thì không thể bằng. Patek sản xuất theo kiểu công nghiệp với hàng vạn chiếc mỗi năm, còn FP Zone chỉ sản xuất vỏn vẹn từ 800 đến 1.000 chiếc một năm mà thôi. Và sau đây tôi xin so sánh hai chiếc đồng hồ có cùng tầm giá hãng là gần 50.000 đô la Mỹ. Hai chiếc đồng hồ này thì tôi, cả chiếc Patek Philippe cũng như là chiếc FP Zone, thì chúng tôi đã có những cái bài review chi tiết hạ của hai chiếc đồng hồ này. Nếu như bạn có quan tâm thì các bạn có thể theo dõi những cái video trên ở trong kênh YouTube của Gia Bảo Luxury hoặc là website chính thức của chúng tôi www.giabaoluxury.com. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói qua về chất liệu để chế tác lên hai chiếc đồng hồ này. Thì chiếc đồng hồ 5396 được sử dụng mặt số bằng bạc, bộ máy thì làm từ thép, vỏ bằng vàng hồng. FP Zone thì với mặt số bằng vàng, bộ máy bằng vàng và lớp vỏ cũng bằng vàng. Và đây chính là mặt sau của hai chiếc đồng hồ này. Thì như tôi đã vừa nói, cỗ máy của 5396 đa phần được sử dụng bằng kim loại thép, còn đa phần chi tiết của cỗ máy của FP Zone được làm bằng vàng. Và rotor của cả hai chiếc đồng hồ này đều được sử dụng từ vàng 22K. Khóa của hai chiếc đồng hồ này cũng vậy, đều là dạng khóa gập bằng vàng hồng. Đây là khóa của FP Zone. Và còn đây, đây là khóa hoa thị. Khóa, một cái loại khóa mang tính biểu tượng rất cao và rất nổi tiếng của Patek Philippe. Với dây đeo thì hai chiếc đồng hồ này đều
có dây đeo bằng dây da cá sấu. Đó. Epizone thì dùng dây da cá sấu hai mặt. Mặt trước và mặt sau. Còn Patek thì dùng dây da cá sấu với mặt trong thì là da bò. Hai mặt dây cá sấu của Epizone sẽ cứng hơn, tuy nhiên là có độ bền cao hơn. Cơ chế tháo dây của hai chiếc đồng này thì giống nhau, tiện dụng và không cần sử dụng tool, chỉ có một cái chốt ở phần khóa. Đây, như các bạn đang thấy đây, chúng ta chỉ gạt, thế là chúng ta tháo được ra dây ra mà không cần sử dụng tool. Tiếp đến là về thiết kế thì hai chiếc đồng này với lớp vỏ đều được đánh bóng và biết cách tạo điểm nhấn. Patek với cạnh bên hơi đưa ra ngoài, còn Epizone thì ngược lại, bezel và mặt đáy được đưa đẩy mới được đẩy ra ngoài. Cái này thì tùy sở thích của mỗi người, tuy nhiên thì tôi vẫn thích cái thiết kế của Patek Philippe hơn của Epizone. Đó, như bạn thấy đây. Đó. Về núm chỉnh giờ thì Epizone có núm bẹt hơi lồi ra ở giữa và dễ thao tác hơn. Núm Patek thì đều có thẩm mỹ cao hơn, đơn giản hơn. Mặt số thì mặt số của Patek đơn giản và thanh lịch. Mặt số dạng sân, cọc số vàng, kim dolphin cũng là vàng nốt. Còn mặt số Epizone thì cầu kỳ hơn, sử dụng vân goulash, vân tròn đồng tâm, kim thiết kế rất là đặc biệt. Mặt số của Patek thì có sự đối xứng cao hơn, dành cho những ai thích sự hoàn hảo. Còn mặt số của Epizone có rất nhiều chi tiết bất đối xứng, dành cho những ai thích sự phá cách. Về bộ máy thì ngoài cái điểm khác nhau cơ bản đó là chất liệu, thì cái cơ chế lên cót một chiều và hai chiều của hai chiếc đồng này cũng là một cái điều mà chúng ta cần bàn tới. Cơ chế lên dây cót của Patek đó chính là cái cơ chế lên dây cót hai chiều. Về lý thuyết thì sẽ lên dây cót tốt hơn, do rotor quay chiều nào cũng có thể lên dây. Cơ chế lên cót của Epizone là cơ chế lên cót một chiều. Thực tế thì cót một chiều sẽ lên dây hiệu quả hơn, do rotor không bao giờ quay theo một chiều mà sẽ lắc qua lắc lại. Khi đó thì cái cơ chế lên cót hai chiều sẽ mất năng lượng để đổi chiều bánh răng. Ngoài ra một điểm đáng lưu ý cuối cùng đó chính là cái thời lượng cót của hai chiếc đồng hồ này. Patek Philippe chỉ là 45 tiếng trong khi Epizone lên đến 120 giờ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như tôi bỏ chiếc đồng hồ này ra vào tối thứ sáu và đeo lại vào lúc sáng thứ hai thì chiếc Patek Philippe tôi đã phải lấy lại giờ, còn Epizone thì không. Đó cũng là một cái mà tôi nghĩ là khá tiện lợi với những người mà có nhiều đồng hồ. Và đây cũng là cuối của video này rồi. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu như các bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về chiếc đồng hồ này, mời các bạn qua Gia Bảo Luxury 59 Lý Nam Đế để biết thêm thông tin chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.